Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh em đây, hình chia sẻ cho anh em đó là một bộ màn hình Samsung Galaxy A72. Đây gọi là màn hình zin nguyên khung. Nó sẽ đi kèm một cái khung này nó sẽ đi theo cái màu máy của anh em. Nghĩa là máy anh em màu xanh thì cái khung này nó màu xanh, máy anh em màu tím thì khung nó màu tím, và máy anh em màu trắng thì khung nó màu bạc trắng như thế này. Đó, thì bộ màn hình A72 chúng ta nói một số và cái thông số của nó. Nó là màn hình Super AMOLED anh em, tần số 90Hz, kích thước là 6.7 inch ha, kích thước 6.7 inch. Đây là một trong những bộ màn hình rất là tốt trong cái phân khúc tầm giá của A72. Độ sáng của A72 màn hình lên tới 800 nit luôn. Nghĩa là độ sáng nó khi mà chúng ta sử dụng cả môi trường nắng ngoài trời á, nó vẫn cho cái chất lượng hiển thị hình ảnh rất là tốt. Rồi, nếu mà anh em trong quá trình sử dụng, anh em vô tình đánh rơi hay va đập thiết bị, hoặc là anh em cấn, anh em bỏ túi chung với chìa khóa gì đó, tùy đè gì đó, dẫn đến bể vỡ màn hình, thì điều anh em cần phải quan sát lúc này đó là cái hiện trạng của màn hình hiển thị và cảm ứng. Anh em xem hình ảnh nó lên hình bình thường hết không, màu sắc bình thường hết không, có sọc, có nhòe hay có đốm đen mực nào, có bị chớp nhá gì không. À, nếu mọi thứ bình thường và cảm ứng vẫn vuốt chạm bình thường, tất cả mọi điểm đều bấm đều nhận lệnh hết, không bị những tình trạng như là liệt loạn hay là điểm ăn điểm không gì đó, thì chúng ta kết luận rằng cái việc bể màn hình đó nó chỉ mới bể ở cái lớp kính bên ngoài thôi. Đó, và lúc này anh em chỉ cần thay cái mặt kính bên ngoài là đủ để đưa máy về cái trạng thái hoàn hảo lúc ban đầu. Chúng ta không cần phải thay nguyên một bộ màn hình, nó giảm thiểu chi phí cho anh em hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu mà anh em thấy anh em đã gặp vấn đề với màn hình hiển thị hoặc là cảm ứng, một trong hai hoặc cả hai vấn đề hiển thị và cảm ứng đã gặp lỗi rồi, thì anh em phải thay nguyên một bộ màn hình luôn ha. Nguyên một bộ màn hình của A72 nó sẽ có hai chủng loại để anh em thay. Một đó là màn hình zin không khung, có nghĩa là cái bộ màn hình nó sẽ nằm rời, mình lấy ví dụ nó sẽ nằm rời như thế này, nó không có nằm dính sẵn vào một cái khung đó. Màn hình này nó sẽ rẻ hơn một chút so với màn hình zin có khung như thế này. Màn hình zin có khung thì nó được dán chặt vào cái bộ khung bằng cái keo chuyên dụng chính hãng, trong cái quá trình sản xuất là được hoàn chỉnh ráp sẵn vào bộ khung như thế này rồi. Chúng ta sử dụng là chúng ta sẽ bóc men bo, pin, cụm sạc, những cái bạc khác như là camera trước sau, loa rồi vân vân đó, và chúng ta dán nắp lưng lại, đó là hoàn chỉnh cái việc thay màn hình nguyên khung. Còn cái màn hình không có khung thì anh em phải tận dụng lại cái bộ khung cũ của mình, chúng ta tách cái màn hình bể vỡ hư hỏng ra, chúng ta lấy cái màn hình không khung đó chúng ta dán vào cái khung cũ của chúng ta đó, và chúng ta sẽ hoàn tất cái quá trình sửa chữa. Việc thay màn hình nguyên khung hay là không khung tùy thuộc vào cái nhu cầu và cái đặc điểm của từng cái thiết bị nữa. Ví dụ màn hình anh em, máy anh em rơi vỡ, va đập bể vỡ màn hình đó, nhưng mà cái bộ khung chúng ta vẫn còn ngay ngắn thẳng thớm, không có cấn mớp gì nặng nề, hoặc là nó không có biến dạng, không có cong vênh, thì chúng ta có thể thay màn hình không khung để nó rẻ được một chút chi phí đó. Chỉ cần người thợ họ tiến hành họ lắp ráp chuẩn mực cái cách họ đi keo đó, rồi cái cách lắp ráp dán màn hình vào khung cho chuẩn, thì nó cũng không khác gì cái bộ màn hình nguyên khung hết. Ngược lại, ví dụ màn hình anh em sau khi va đập thì nó cong vênh cái sườn rồi, hoặc là nó cấn vỡ gì đó, nó nứt gãy gì rồi, thì chúng ta sẽ thay nguyên một bộ có khung luôn, nó sẽ giải quyết cho anh em cả cái việc cái khung và cái việc một bộ màn hình mới đó. Tiếp theo, ở vị trí người dùng, anh em quan trọng cái vấn đề này nhất, đó là anh em hỏi là nên thay cái loại màn hình nào trên thị trường, thay màn zin hay là thay những cái loại màn hình OLED 2IC hoặc là màn hình LCD. À, những cái dòng smartphone của Samsung luôn thu hút rất là nhiều những hãng sản xuất linh kiện ở Trung Quốc, họ tham gia vào gia công và chế tạo những cái loại màn hình, đánh vào cái phương châm đó là họ sẽ sản xuất ra những bộ màn hình giá rẻ hơn màn hình zin đó, để thu hút khách hàng. Thì nói về cái mặt chất lượng, không bao giờ những bộ màn hình đó so sánh được với cái bộ màn hình zin của anh em hết, về chất lượng hiển thị, về độ mượt nhanh nhạy của cảm ứng, về màu sắc, về độ sáng, không bao giờ nó bằng hết, nó chỉ đáp ứng về nhu cầu giá thôi đó. Theo quan điểm của Thịnh, A72 vẫn là một dòng máy rất là mượt mà, với cấu hình mạnh mẽ, và còn rất là lâu nữa mới nói đến chuyện nó lỗi thời. Nên mà nếu anh em thấy tình trạng máy vẫn còn đang tốt thì anh em thay đúng bộ màn hình zin, thật sự nói là tiền nào của đó, rất đáng với cái số tiền mình bỏ ra để chúng ta có được cái trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Bởi vì màn hình hiển thị là cái việc mà chúng ta sử dụng máy, chúng ta trải nghiệm trực tiếp luôn. Chúng ta bây giờ vì rẻ tiền hơn một xíu để tiết kiệm chi phí, mà chúng ta xài cái bộ màn hình màu sắc nó xấu rồi, cảm ứng rồi nó không bằng màn zin đó. Thậm chí một số loại màn hình lô thì nó có cái tình trạng là nó tự nó hư sản luôn, có nghĩa chúng ta không làm cái gì nặng nề hết mà tự động nó hư luôn đó, chúng ta không rơi rớt, nó không vào nước gì hết, tự động nó hư.
lúc đó nó lại thành ra không hề tiết kiệm một chút nào. Đó. Còn màn hình zin chỉ khi anh em đánh rơi hay va đập hay vào nước gì nó mới bỡ vỡ thôi, nó chỉ hư do cái tác nhân vật lý của bên ngoài thôi. Rồi ok, mình chốt lại ha, màn hình Samsung Galaxy A72. Nếu anh em nào có nhu cầu thay màn hình, đó anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình, thông tin mình sẽ để ở bên dưới. Thịnh sẽ cố gắng đưa ra cái mức giá tốt nhất ở tùy từng thời điểm. Đó, để cho anh em tiếp cận được, thay đúng được bộ màn hình zin chính hãng và đưa máy về cái trạng thái hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong quá trình mình thay, mình luôn kiểm tra và test lại tổng quát hết để làm sao anh em cầm cái máy sau khi thay màn hình em có thể yên tâm mà sử dụng. Đó là cái phương châm của mình trong suốt quá trình vận hành dịch vụ Siêu Trị Bình Thịnh ha. Rồi cảm ơn em theo dõi video clip, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.